Chiều ngày 9 tháng 11, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đang điều trị cho một bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, thường được gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Theo đó, ngày 10 tháng 10, bà H, 40 tuổi, trú tại huyện Crong Bắc, tỉnh Đắk Lắc, đau bụng dữ dội nên đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bị áp xe lá lách nên được phẫu thuật điều trị. Sau khi xuất viện về nhà, bà H tiếp tục đau bụng nên ngày 31 tháng 10 nhập viện khám lại. Sau đó, bà H được chẩn đoán mắc bệnh Whitmore trên nền đái tháo đường tiếp 2. Theo bác sĩ Phạm Hồng Lâm, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Whitmore, khoa truyền nhiễm phối hợp với khoa ngoại đang tích cực điều trị cho bệnh nhân. Dự kiến bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị tấn công bằng kháng sinh mạnh trong vòng 4 tuần tại bệnh viện. Sau đó, nếu hồi phục tốt, bệnh nhân sẽ được cho về nhà tiếp tục điều trị duy trì trong vòng 3 tháng. Bệnh Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật, có thể gây loét và hoại tử, nên người dân hay gọi đây là bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Đây là trường hợp thứ ba mắc bệnh Whitmore trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua.